Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Trở lại thông tin mình cùng bàn cãi và chia sẻ tiếp câu chuyện liên quan đến vụ 6.000 đô cô qua và thực hư đến hôm nay là cái kết đã quá rõ ràng. Thưa quý vị, liên quan đến tất cả các cái nhân vật và diễn biến trong vụ việc này thì chúng ta thấy rằng nổi cộm lên trong vụ việc này có hai nhân vật chính trong câu chuyện này, đó là Tiến Dũng và Hồng Sơn. Thưa quý vị, Tiến Dũng là mấu chốt của câu chuyện xuất phát từ nhân vật cô Hoa, nhưng tất cả đến hôm nay vụ việc sự thật để đi tìm ra công lý, để minh chứng và sáng tỏ sự thật này nhằm mục đích để minh oan cho Minh Tú và đem lại sự công bằng niềm tin của khán giả đối với Tiến Dũng. Nhưng tất cả những diễn giải trong câu chuyện này đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hồng Sơn và Tiến Dũng, hai nhân vật đưa ra những lý luận, những luận điệu mà chúng ta có thể được gọi rằng lấp liếm lập lờ để quy chụp vu khống, và cuối cùng sau khi sự việc cũng đã thành công được tiết lộ sự thật về việc anh đi tìm tất cả những quan điểm về sự thật này, thì tất cả những diễn biến này đều diễn ngược lại đối với vụ việc mà chúng ta thấy ngay từ ban đầu. Khi tất cả sự thật đã đổ bể cho rằng nhân vật là nhóm thứ ba dựng nên câu chuyện này, thì hai con người này đều quy chụp đến những người tạo dựng ra nhân vật cô Hoa này, phủ nhận tất cả sự thật về mình và cuối cùng đổ thừa cho nhóm Minh Tú, đổ thừa cho nhóm luật sư Lăng. Đây là sự việc vu cáo trắng trợn của những con người này, dùng cái sự biện minh lấp liếm của mình để xua tan đi cái nỗi nghi vấn của khán giả, cộng đồng mạng của mình, mà nhằm trút tội cho những người vô can vô cớ, nhằm bạo biện cho những hành vi được gọi rằng là liên quan gián tiếp đến vụ người thứ ba này. Thưa quý vị, trong nội dung chúng ta cùng nhận định những lời nói và trách nhiệm của những người này đã được cho rằng là chối bỏ thân phận và trách nhiệm của vụ việc mình. Đáng lý ra trách nhiệm của hai con người này là đi tìm sự thật để sáng tỏ được tất cả những bằng chứng mà hai con người này đã nắm chắc trong tay và đã kiên quyết là khẳng định Minh Tú là một thành viên tích cực trong cái vụ việc này, cho rằng Minh Tú đã chiếm đoạt và Minh Tú là người có tội trong vụ việc này. Nhưng đến khi sự việc đổ bể ra thì hai nhân vật này lại chối bỏ trốn tránh trách nhiệm và vu khống cho nhóm thứ ba, và nhóm thứ ba này, hai nhân vật này lại đặt ngược lại niềm tin, cho rằng là người của Minh Tú và nhóm của luật sư Lân dựng nên câu chuyện này. Và chính luật sư Sơn cũng khẳng định rằng người dựng nên câu chuyện này phải là người trí thức, phải trình độ luật sư trở lên. Thì qua cái sự nghi vấn đánh đồng như thế này, chúng ta có thể thấy rõ được bản chất và sự đánh tráo khái niệm của hai con người này nhằm quy chụp, đổ lỗi, tráo trở, nhằm biện minh cho những hành vi của mình mà để muốn đổ tội cho người khác. Thưa quý vị, nói danh Sơn mày tổng rầy, nhiều người là cứ nói tôi là phải đi hỏi tên của cái người mà suối bà, cái bà Huệ này. Thực ra tôi cảm giác là thứ nhất tôi phải là cái người đi điều tra mấy chuyện này. Thực ra chính anh mới là người cần phải đi tìm và làm sáng tỏ sự thật này, cũng chính vì anh mà làm cho hàng triệu triệu người khán giả của anh cũng bị mất lừa cái niềm tin từ anh. Hàng triệu người cũng đã rơi nước mắt và đã nghi vấn và nghĩ rất nhiều các sai lầm về oan khiên cho Minh Tú, và nhiều người cũng đã bị nghi oan trong vụ việc này, cho nên anh mới là trách nhiệm hàng đầu để đi làm sáng tỏ sự thật này. Chứ tại sao anh nói rằng không phải là trách nhiệm của anh được? Cũng chính từ anh mà khiến cho câu chuyện trở nên rối ren, khiến cho nhiều người phải mất niềm tin, nghi ngờ lẫn nhau, nghi kỵ lẫn nhau. Cái thứ hai là tôi không có còn cái lòng tin nào để mà tôi hỏi bà cái câu ai là người dàn dựng cái này cho bà, là bởi vì khi mà mình đã không tin người ta trả lời, mình cũng không tin cái đó là cái câu trả lời thật. Vậy thì mình hỏi anh chi, đúng không anh? Lúc đó thì bà kêu là bà Băng, Trần Thị Băng, lúc mình là một cái con nhỏ, một cái bà đã gặp ngoài chợ, rồi xong rồi cái quen, lúc thì là một cái ông không có đồng xu nào, lúc đó thì Dũng Huỳnh, lúc đó thì Huỳnh Trung. Như vậy đó thì bây giờ có hỏi nữa thì thành ra là cái ông Đặng Lợi rồi Hồ Phước Lợi nào đó mà cứ thay đổi sành sạch vậy, thì có mình có tin được đâu. Mà mình hỏi lòi ra nhiều tên nữa thì làm mình mệt thêm. Vậy thì mình tự làm mệt mình chi, cho nên tôi không hỏi.
tôi không có làm cái chuyện mà cứ rượt theo cái người này để hỏi cho ra. Thứ nhất là tôi không có thời giờ, thứ hai là tôi không có hỏi người mà thay đổi liên tục vậy. Đúng là con người anh tráo trở vô trách nhiệm. À, khi sự việc mới vừa xảy ra, chính anh là người cũng đã nhận định và khẳng định câu chuyện này là có thực 100%, và anh tung hô cái sự thật này lên khiến cho cộng đồng mạng và hàng triệu triệu người đặt nhiều nghi vấn và có nhiều suy diễn khác nhau. Chính anh mới người tạo ra cái hiệu ứng này khiến cho cộng đồng mạng hiểu lầm và vu khống và đổ lỗi một cách vô cớ lên nhiều người không liên can đến sự việc này. Anh thấy tôi làm gì đúng không, hay là anh cũng đồng ý với nhiều người là tôi phải đi đi hỏi cho ra cái người đó? Không, thưa anh vậy, tôi cũng nói công khai trong cái luồng live anh Dũng mà điểm này tôi có nói một lần trên kênh Học Tập Tương Tài mới 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 đây là cho ông Lộc, là như vậy. Tôi nói là trong việc này là kênh anh Dũng, tức là cô Hoa này lên kênh anh Dũng nói cái hành vi của anh của cô Hoa là cô Hoa phải chịu trách nhiệm, cái đó là đương nhiên. Còn cái việc mà cái trách nhiệm một người chủ kênh cả Dũng kêu đâu là làm hết trọng trách, tôi đã nói rất rõ hết trọng trách là sao, đã bỏ thời gian cũng như công sức, đã đi tìm tới cái người mà người nói trên kênh mình đó. Rồi còn bây giờ người đó đó, họ đã là phủ nhận, có nghĩa là không phải họ chối là họ kêu tôi, cái bà Hoa mà tôi nhận là tôi đó, và tôi là người nói xạo đó. Như vậy anh Dũng đã làm hết cái trọng trách đó. Còn cái còn lại đó là thuộc dạng nhà chức trách, tôi dùng cái từ rộng cái từ đó, nhà chức trách, còn như ở Việt Nam cũng từ đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. À, còn có một cái từ dùng nữa là cơ quan chức năng, còn nó một từ dùng nữa là để cho cơ quan pháp luật can thiệp. Thì nói gì thì nói, với một cái góc độ mà là cá nhân mình thì chỉ làm tới cái việc là đi tìm tới cái sự thật đó, để dừng ở mức độ đó. Mình cũng không có quyền mà đòi hỏi người ta, bởi vì mình đòi hỏi người ta nó không sự thật, mình cũng không biết, mình không có cái quyền lực trong tay, không có công cụ luật định nào trong tay đó mình buộc người ta được. Đó là cái đó, là tôi nói là cái góc độ là cái bên chủ cơ là anh Dũng đã làm hết trong tay của mình rồi. Đây, rõ ràng hai người này cũng cùng có một cái quan điểm là bảo vệ cho các cái hành vi mà được gọi là sai trái quy chụp của mình. Trong khi á, khi Nguyễn Tiến Dũng tung ra cái bằng chứng về việc cô Hoa đã cung cấp 6.000 đô, thì chính Nguyễn Hồng Sơn cũng đã khẳng định là nắm trong tay 10 cái bill. Anh là một nhân vật tư cách, là một người được gọi là trí thức và luật sư, thì anh phải nắm rõ được cái tính pháp lý trong câu chuyện này. Và câu chuyện này không phải là câu chuyện đơn giản là để đùa cợt, nói giỡn, nói đùa với nhau trên mạng xã hội, mà một cái câu chuyện liên quan đến cái niềm tin, ảnh hưởng đến danh dự của người đang sống và người đã khuất, đó là giả cô Hoa. Và câu chuyện này liên quan đến pháp lý, không phải một người, vài người đối với anh, mà cả hàng triệu triệu người trên xã hội này đã bị mất niềm tin, đã bị đánh lừa. À, chứ không phải là liên quan đến tiền bạc, tài chính một phần. Mà anh cho rằng là phải có chứng cứ, phải có bằng chứng mới đưa ra pháp lý. Mà anh đã khẳng định ngay từ ban đầu là anh đã nắm chắc đây là bằng chứng chắc chắn cụ thể. Cho nên anh mới tuyên bố nếu như sự thật này, bên Minh Tố và những người mà đã bị đánh úp như thế, họ im lặng, họ cứ chấp nhận, họ cao thượng, thì chắc chắn là bằng anh sẽ thừa thắng xông lên và vùi dập đối với họ, không còn con đường để gọi là ngóc đầu lên nữa. Nhưng đến bây giờ thì bạn anh lại phối hợp với nhau tráo trở để đánh lừa khái niệm và để đổ tội cho người khác và nhằm trốn tránh trách nhiệm của mình. Rõ ràng tư cách là một nhân danh, là một vị luật sư, anh phải hiểu rõ cái tính pháp lý, đây không phải là chuyện đùa mà nó sẽ liên quan đến cái tính chất hình sự về tố tụng. Nhưng bây giờ anh lại đổ lỗi cho người dựng nên câu chuyện này. Anh đổ lỗi cho người mà đã mượn cái kênh của Tiến Dũng để nói lên sự thật. Nếu như sự việc này mà bên kia người ta im lặng, người ta không quan tâm, người ta không tranh luận, thì chắc chắn là bằng anh phải làm một cái điều mà còn có thể được gọi là ghê rợn hơn những cái diễn biến đã diễn ra. Bây giờ còn cái yêu cầu của khán giả là các khán giả mong muốn là gì, thì cái mong muốn này anh Dũng làm không được. Ở này đúng hơn là nó không có mức độ làm đó. Vì sao? Bởi vì bây giờ tôi chính xác ở Mỹ còn rõ, nhưng ở Việt Nam thì giờ thì chủ kênh đâu có liên lạc làm đơn tố cáo của bà mà nói thì không nhận. Bà thừa nhận mà, bà thừa nhận là tôi đây, tôi là Hoa đây, tôi đã nói đó là sai, tôi nói trời từ người nó sao, bà thừa nhận lâu. Như vậy thì vấn đề lặp lại là đi tìm sự thật là có chuyển tiền hay không chuyển tiền. Từ đó mới có cái chuyện là Lê Thanh Minh Tú có chửi hay không chửi, rồi có cho thuê người tức chửi hay không chửi, rồi có xúi dục người khác chửi hay không chửi. Đó là những chuyện biến xảy ra. Mà đã cái chìa khóa ở chỗ là không có chuyển tiền, thế là xếp xong. À, còn cái chuyện mà ai bị vu khống hay là cụ thể này là Lê Thanh Minh Tú rồi. Lê Thanh Minh Tú có quyền làm đơn làm trương gì đó liên quan tới cái bà Hoa này, để đến Mỹ tự nghiên cứu luật liên quan. Thì trường hợp này ta
tại sao bà không chuyển tiền tôi mà bà bị vu khống tôi, bây giờ bà thừa nhận là không, chính bà thừa nhận như vậy là bà là người vu khống tôi để cho cộng đồng mạng là hiểu tôi như thế này thế kia, xâm phạm tới quyền lợi hợp pháp của tôi, nên cái chuyện đó là Lê Thành Tú là người mà bị bà Hoa này xâm hại trực tiếp. Nếu anh nói như vậy thì trong câu chuyện này tôi nghĩ bà Hoa này chỉ là nạn nhân và chỉ là người gián tiếp khi bà đã thực hiện cái chiêu thức mà bà đã muốn dàn dựng nên. Còn cái việc mà anh Nguyễn Tấn Dũng và anh cùng đồng hành để phát tán, để tung hô, để khẳng định tất cả những cái vụ việc bà Hoa làm là có thực. Đấy, đó là một cái điều nguy hại nhất. Cho nên việc mà anh nói rằng Minh Tú phải đi kiện bà Hoa chỉ là nạn nhân gián tiếp trong vụ việc này. Còn chính bạn anh mới là người đã gây ra cái hiệu ứng này, khiến cho cộng đồng mạng, khiến cho xã hội, khiến cho hàng triệu triệu người đã bị đánh lừa, đã hiểu lầm về Minh Tú và cùng quy chụp Minh Tú một cách rất là vô cớ. Cho nên tại sao anh nói rằng phải đi kiện bà Hoa mà lại là không đi kiện bạn anh được? Bởi vì trong câu chuyện này chính hai con người bạn anh mới là người được gọi là đồng phạm trực tiếp trong vụ việc này. Chính bạn anh đã khẳng định, đã tuyên bố, đã tung ra những cái bằng chứng này. Mục đích của bạn anh là muốn triệt hạ, muốn vu khống, muốn vùi dập, cho nên mới khẳng định rằng Minh Tú chắc chắn là người đã nhận 6.000 đô nhưng lại không chuyển vào Thuyền Am. Trong vụ việc này, cô Hoa này chỉ là nạn nhân của người thứ ba. Đó là những người cần phải làm sáng tỏ, nhưng đến bây giờ bọn anh lại lấp liếm, tráo trở, phủ nhận cái vụ việc này. Có phải rằng anh đã đồng phạm tiếp tay cho người thứ ba, hay chính bọn anh cũng là người tay trong tay ngồi với người thứ ba này mà nhằm để che giấu sự thật này, mà không muốn vạch trần, không muốn làm tới nơi? Và khi sự thật đã được lộ ra thì bạn anh lại quay ngược, quy chụp, lấp liếm một lần nữa và khẳng định nhóm người thứ ba này là do Minh Tú tạo ra. Có phải bạn anh mục đích là muốn triệt hạ, muốn vu khống cho nhóm Minh Tú hay không? Còn bây giờ góc độ là anh Dũng đã làm như vậy thôi chứ không làm thêm một nữa. Bây giờ làm thêm mình không có lấy căn cứ nào, bà nói chuyện cái giá cũng đó, nhập định mà không đó bà. Bà có thể nói thiệt, bà có thể nói giả. Bây giờ giá hay thiệt, góc độ là anh Dũng, bây giờ góc độ tôi là chính cái kỳ hỏi này là nhờ tôi lại minh oan cho trời ơi, là như vậy là tôi là người lớn tuổi vậy mà không đời nào tôi lại làm từ thiện mà tôi giúp đời giúp người, mà tại sao bây giờ chửi tôi đó, cái đội như mày làm cái đội không có ngọn mừng gì đó, thì vậy là tôi đó về mặt góc độ mà tình cảm thì cho rằng là tôi là bị lợi dụng, mà bị vậy là tôi có thể là nhiều rồi, nhưng cái góc độ là từ lúc đó thì trường hợp để hành vi của lúc đó bây giờ chị phải là hành vi có vi phạm pháp luật, nếu mà góc độ chiến thuật luật Việt Nam trường hợp này cũng có thể là khiếu nại tố cáo từ Lê Thành Tú như thế nào, đó là quyền của Lê Thành Tú, tôi không có can thiệp tới nữa. Thì chính tôi cũng là làm hết sức mình để đi tìm cái sự thật mà trong đó là anh Dũng đã làm xong rồi. Bây giờ khán giả có yêu cầu nữa thì cũng không có cách nào khác, thì chúng tôi cũng không có được làm cái chuyện mà đi tố cáo của bà này. Những cái quan điểm của anh nêu ra nó mang tính chất phủ nhận, thiếu trách nhiệm. Về việc anh đã khẳng định rằng tất cả những chứng cứ anh đã nắm rõ và anh đã khẳng định rằng vụ việc này là có thực, trong khi cô Hoa là chưa biết là một nhân vật thực hư như thế nào khi đã tuyên bố lên Tiến Dũng. Cô Hoa nói 1, Tiến Dũng nói 5 thì anh lại nói 10, nói đến 15, khiến cho câu chuyện càng thêm rối rắm và khiến cho niềm tin của nhiều người đã bị nhân đôi, đã bị đánh đồng và quan trọng hơn là đã bị đánh lừa. Để chứng minh sự thật cho vụ việc này, chúng ta thấy rằng sau khi vụ việc diễn ra thì hàng triệu triệu người đồng quan điểm hướng về triệt hạ Minh Tú, và bên cạnh là hàng triệu người đã bị đánh lừa khi đã rơi những giọt nước mắt vô cớ khi cái câu chuyện anh mang tính khẳng định, bởi vì họ tin anh là luật sư, họ tin những chứng cứ, những lời nói của anh là có thực, nhưng những suy diễn của anh nó mang tính diễn giả, là một câu chuyện suy đoán vô can, không có thực tế. Bởi vậy cho nên cái trách nhiệm của hai con người anh là liên quan trong vụ việc này, nó có thể là quan trọng hơn bà Hoa đó nữa. Cho nên bây giờ anh tráo trở, anh lấp liếm, anh cho rằng anh là không có trách nhiệm, không liên can vụ việc này. Ai cần thì đi tố cáo. Bây giờ anh tráo trở như vậy thì sao được? Anh biểu khán giả của anh đi tố cáo đi, những người yêu thương của anh đi tố cáo đi. Bởi vì anh đã đánh lừa, lọc lừa niềm tin của họ. Đấy, khiến cho họ nghi ngờ, khiến cho họ đặt những cái nỗi nghi vấn oan khiên đến nhiều người khác.
khiến cho họ đã mang tội trong câu chuyện này rất nhiều vì vu khống và nghi oan. Cho nên anh phải nhận thấy được cái trách nhiệm của anh là như vậy. Bởi vì một luật sư thì rõ ràng anh phải nắm bắt được cái câu chuyện thực tế, đúng sự thật. Anh mới lên, anh tuyên bố, anh công bố, anh mới khẳng định chứ. Ấy, đến bây giờ sự thật nó đã vỡ lẽ thì lại anh lại chối bỏ trách nhiệm. À, chối bỏ trách nhiệm một phần mà anh lại kiếm đường anh chạy tội bằng cách là vu khống cho người khác, vu khống cho nhóm thứ ba. Nghi vấn nhóm thứ ba này chính là nạn nhân trong câu chuyện này. Đó là Minh Tú và luật sư Lân. Thấy không? Rõ ràng con người anh nói đường nào cũng được, nó mang tính rất là tráo trở chỗ này. Cho nên chính từ cái điều này mà anh đã lừa khán giả của anh rất là hay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe thông tin trên. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Hẹn quý vị và các bạn ở những thông tin tiếp theo. Mình xin chào, thân ái ạ.